Rồi hello anh em ha, thì đây mấy anh em ghé chơi thay nhớt đồ này nọ nè anh em, đó ghé shop chơi ha, ok anh em, đó, chỗ chơi rất là thoải mái ha anh em ha, ngồi chơi ngồi ngắm xe đó, nguyên dãy dài luôn, anh em thích ngồi ở đâu ngồi, thoải mái thích ngồi ghế ngồi, đó shop rộng rãi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô quay cho anh em hai em xe cho người mới chơi nha anh em, đây. Tổng cộng mình có 4 em mà hình như là hai em này đã cọc rồi, còn hai em này rồi sẽ quay cho anh em, đó là em CBR150R lướt, con này chỉ mới đi là 5.000 cây thôi, em này 6.000 cây, em này hình như lát nữa có người qua xem không biết có chốt hay chưa, thì hai em này hiện tại mình đang bán là bằng giá nhau nha anh em, chỉ có em bây giờ em CBR đi, em CBR là mình bán là 53 triệu nha anh em. Đó, báo giá trực tiếp cho anh em nha. Đó, báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Đó, bao gồm những đồ chơi trên xe rồi nha anh em nha. Em này em mở cho anh coi cái chợ sáng. Em này là bao gồm một cặp chợ sáng nè ha. Đó. Một cặp chợ sáng gồm có chống đổ luôn nha anh em. Đó, rất đẹp, chợ sáng. Chống đổ xi nhan luôn em, mở cho anh em coi cái xi nhan luôn. Đó, xi nhan. Rồi em này còn có chống đổ nè ha anh em ha, anh em coi kỹ ha. Mình quay bây giờ mình quay chức năng kỹ luôn. Em này có ABS nha anh em. Cùng giá nhưng mà em này lại có ABS nha anh em. Đó, ABS trước sau, em này thì không có. Em này cũng có phuộc upside down và em này cũng có phuộc upside down luôn nha anh em. Đó, upside down hay upside down gì? Thì hai em đều là biển số Sài Gòn. Em này cũng biển số Sài Gòn, có biển số gập nè, trắng bùn nè anh em ha, rất là nhiều đồ chơi. Thì xe lướt thì gai chỉ gió còn đầy đủ nha anh em. Đó. Trắng bùn nè, đó. Lên đầy đủ đồ chơi nha anh em. Đó, anh em nào thích mới tập chơi thì ghé mua em này nha. Biển số Sài Gòn mua ngay chủ luôn nha anh em. Anh em nào muốn gặp chủ là đều được nha anh em. Đó. Xe ốc tán còn mới luôn nha anh em, đúng chuẩn đồng hồ luôn nha anh em. Mọi thứ là còn mới can xà beng, mình cũng không biết nói gì nữa. Hai chìa nè đó. Anh em nào mê mô tô thì cứ ghé tham khảo em này nha. Hai chìa đầy đủ luôn. Rồi em nào muốn 200 phân khối thì có em này luôn, chỉ có 46 triệu thôi. Đó em này kia là khách cọc chờ ngày lấy nè. Đó full đen. Đó, rất là đẹp, tuyệt vời. Ở đây người ta có lên cho anh em cái treo trà sữa nè anh em. Ví dụ có bạn gái mà mua trà sữa cho bạn gái thì có treo sẵn luôn anh em ha. Thì bên mình với mục đích là cố gắng là xe có đồ chơi thì để lại hết cho anh em nha anh em. Anh em coi mình quay clip thì cũng biết là ít khi nào mà mình lấy lại đồ chơi cho lại đồ chơi lắm anh em. Chật chội để chật nhà. Xe nào có đồ chơi thì để cho anh em đỡ tốn tiền, đỡ tốn kinh phí. Còn xe nào zin thì zin. Bây giờ chủ người ta bán như thế nào thì mình bán như thế đó thôi chứ bây giờ sao biết được ha anh em ha. Rồi. Đó, coi xe anh em mới tập chơi nhìn hai con này luôn. Thì cái em này là Sport City, ngồi rất là thoải mái. BB ra ngồi giùm anh cái bi. Ngồi con CBR trước đi. CBR 150 nó là dạng Sport City nên anh em ngồi cũng rất thoải mái nha anh em, cũng không có cái gì khó. 1m6 là chạy Vivo nha anh em. 1m6 là có thể chạy Vivo, anh em thấy trên hình là 1m62 nè. Đó, ngồi rất là thoải mái nha anh em, không có gì để bàn cãi hết. Rồi, em có thể qua con MT. Thì con MT 15 là nó mang cái kiểu dáng giữa cào cào và giữa nách kịch bay, cho nên nó hơi cao chút xíu, nhưng mà anh em yên tâm, anh em nào mua xe bên mình thì mình có thể hạ phục cho anh em được nha anh em. Nên em cứ yên tâm, MT 15 hạ phục rất là dễ. Đó, nó hơi cao. Anh em 1m62, 63, 65 đổ xuống là có thể hơi nhón chút xíu nha anh em. Nhưng mà cái con MT 15 này á, anh em có thể là chở người yêu là rất là thoải mái ha. Lên đóng vai người yêu đó. Đó, lên chở người yêu rất là thoải mái, anh em tham khảo nha. Đó, cực kỳ thoải mái ha. Đó, mình chở người yêu đi dạo phố, đi chơi nè. Hoặc là mình chở người yêu đi nhà nghỉ rồi nè. Cũng rất là thoải mái, mình chạy vô cái ọt thôi. Ví dụ người yêu mặc váy thì cũng ngồi rất là dễ. Đó, với con này. Còn với con này thì anh em chở người yêu thì nó sẽ hơi chờ một chút xíu. Và anh em nhớ nhắc người yêu á, ngồi hay bị lỗi á. Mấy người yêu mà mấy em ghẻ đít bự á anh em, ngồi ở đây nó hay bị
bị chạm vô cái này nó bị hở nha anh em nha. Cái đít bự á nó chạm vô. Mấy em ghế đít lép thì không sao, chứ mấy em ghế đít bự ngồi nó hơi bị khó khăn nha anh em. Đó, nó giống như con R1 này, ví dụ cho anh em xem. Thằng bạn mình nó mới quen con ghế đít bự á anh em. Ở bên thằng em mình nó mới quen ghế đít bự, nó chở nè. Nó làm hở cái đuôi luôn nè anh em. Đó, bây giờ phải dán lại, có nghĩa là đít nó bự, cái tiết diện của cái đít bự nó lên cái đây thì nó chạm vô cái này. Nó bị đó hở keo, mình phải dán keo lại. Thằng em mình mới quen ghế đít bự tập gym đồ này nọ giữ dằn á. Đó. Rồi. Còn mà ai có ghế đít bự là mua em này chạy là y bài luôn ha. Cái yên này là chở ghế là ngon lành luôn ha. CBR 650R. Đó, lên sóng cho anh em xem. Con này cũng rất là nhiều đồ chơi, tại vì mục đích quay con này. Còn con này lát nữa các em trai qua xem, mình cũng có chưa lên clip, nhưng mà em trai đã nhắn tin mình trước rồi. Thường thường xe là mình về mình chụp hình trên cái bay mình bay cơ anh em. Mình nhá hàng thì em trai kêu qua xem chốt luôn. Bây giờ còn em này mới về đã quay cho anh em xem. Trời sáng nó bảo vệ các nước đầy đủ nha anh em. Đó, ốc bô rồi sáng chân luôn anh em. Xe mình mua thì anh em khỏi yên tâm ha anh em. Xe mình mua là anh em rất là yên tâm. Đó, rồi. Đẹp không? Tuyệt vời ha anh em ha. Đó. Quay cận cho anh em xem luôn, xe mới keng xà beng, tuyệt vời luôn. Giá hợp lý nữa. Đó. Một đâu mình đếm đồ chơi ra. Một món là hai bảo vệ các nước nè. Hai món là chợ sáng nè. Xi nhan nè, ba món nè. Chống đổ là bốn món nè. À, bốn món đồ zin đầy đủ nha anh em, bốn món. Trắng bùng 5 món, xi nhan sao lại bắt biển số gặp ra gặp vô, gặp ra gặp vô là 6-7 món rồi đó, 8 món. Sơ sơ bao nhiêu đây là anh em thấy tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi anh em. Sơ sơ đây thấy tiết kiệm là gần 3 triệu rồi nha anh em, 3-4 triệu gì đó rồi nha anh em. Đồ chơi nó mắc lắm anh em. Đó, chưa tính mấy cái ốp bình xăng đồ này, khỏi tính ba cái lặt vặt này, ốp vô cho nó khỏi chày thôi, khỏi tính cho anh em. Rồi ok, anh em nào thích thì cứ inbox cho mình ha. Cái này mình quay góc nhìn thứ nhất, anh em thoải mái luôn. Đó, rồi địa chỉ của mình là 106 Trần Văn Kiểu nha. Thành cầm cái máy ra quay địa chỉ cho anh em. Rồi anh em nào thích xe cứ ghé mình nha. Anh em chưa có xe thì ghé cà phê ngồi chơi tham khảo với mình. Cầm máy quay ra quay trước địa chỉ trước cho anh em luôn. Quay hết địa chỉ mấy bữa rồi đó. Anh em tham khảo nha. Thầy mặc đồ này quay tắt chưa? Rồi em quay ly vô cái áo em. Mỗi anh em khi mua xe là được có áo nha. Còn anh em nào mà muốn giao lưu á, muốn giao lưu là đều có áo hết. Đó, anh em nào muốn giao lưu thì có thể đặt mua mình cái áo ha. Rồi ok anh em.